Vì sao con nọc nọc lên dĩ khó trị ở đây? Cho các bạn thì Việt cũng có chia sẻ một cái clip là con nọc nọc lên dĩ nó rất nhiều bệnh. Thì bà con biết á, thì Việt có nói rồi, đây là có con nọc nọc nè. Nó mới bắt vào đầu bò dĩ nè. Thì tại sao khó trị á? Thì một phần vấn đề điều trị thuốc mình không nói nha. Thì bà con nọc nọc á, thì lúc nó còn nọc nọc là nó, mình nói khi con nọc nọc là nó sẽ chuyển từ miệng nút sang miệng hút nha. Thì bà con thấy đây nè. Thì đây á, đây là cái miệng của con nọc nọc á, là nó dạng như là cái miệng cá đã ăn viên nè. Thì giai đoạn này nó đang chuẩn bị xé miệng nè, con này cũng đang xé miệng chưa hoàn toàn nè. Và con đến này mấy này chắc chắn không ăn nè, con này cũng vậy, con này chưa xé miệng nè, con thấy không đó, nó chưa xé miệng là nó chưa ăn nha. Như con này là nó dường như là nó đã xé miệng hoàn toàn. Thường nó như cái con như mấy con ếch này nè, như mấy con này nè, như mấy con này thì mới đầu ăn được. Thì nguyên nhân á, là giai đoạn đó, thường giai đoạn mà nọc nọc này khi mình điều trị với bệnh á, là đa số mình phải kết hợp thêm tạt thuốc nha. Nhiều anh em cứ nói tại sao giai đoạn đó mình cho tạt thuốc nhiều, không phải đâu bà con. Anh giai đoạn này đa số con ếch đặc thù nó hấp thụ qua da, nếu mà bà con mà không tạt thuốc là nó khó hấp thu lắm. Đây, đây là cái miệng của cá, đây, đây là miệng của con cá mà con không để ý á. Thì đây, đây là cái miệng của con cá nha, đây là miệng của con cá đây. Đây là cái miệng của con ếch đây. Đó, thì nọc nọc khi mà nó lên dĩ á, nó rút dinh dưỡng từ trong đuôi á. Vậy thì dinh dưỡng từ đâu mà sống? Thì nó sẽ rút dinh dưỡng từ cái đuôi này nè nghe bà con. Thì trong vòng 3 đến 4 ngày nó sẽ lấy dinh dưỡng từ cái đuôi. Thì đây là cái đuôi nè, nó rút gần gần thành nè. Bà con thấy không? Khi mà cái đuôi nó rút gần rút rồi á, thì nó sẽ từ từ xé cái miệng. Giai đoạn này bà con thấy nó teo không? Bởi vì nó chỉ sử dụng dinh dưỡng từ cái đuôi thôi. Thì giai đoạn này là giai đoạn nó đang biến tiến hóa từ con nọc nọc thành con ếch nha. Nên năm ra làm giai đoạn này nó cực kỳ bệnh và cực kỳ mẫn cảm với môi trường và cực kỳ khó trị nha. Thì anh em nếu mà trường hợp vướng phải khi trường hợp này thì anh em phải cân nhắc cái trường hợp đó. Và đây bắt đầu nó mới bắt đầu ăn được nè, mới bắt đầu ăn được là bắt đầu nó sẽ bị sưng mình nè đó. Bởi vì giai đoạn này bà con thấy trong một bài đồng nọc của anh ông đem mình lên nè, bây giờ bà con thấy nó rất nhiều bệnh, bởi vì thấy nó rất chi là phức tạp nha. Nói chung bởi điều trị con ếch thường và việc bà con để muốn việc đem điều trị hiệu quả thì thường bà con phải tiến hành là đem lên đây để cho việc xét nghiệm xem như thế thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả hơn nha bà con.